quá trình sản xuất xe TX tại nhà máy Toyota Indiana áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến, bao gồm công nghệ đúc khuôn. Công nghệ này được sử dụng để sản xuất các bộ phận thân xe lớn, như khung gầm và cửa xe. Công nghệ đúc khuôn giúp giảm thiểu thời gian và chi phí sản xuất, đồng thời cải thiện độ chính xác và chất lượng của các bộ phận. Công nghệ hàn tự động. Công nghệ này được sử dụng để hàn các bộ phận thân xe lại với nhau. Công nghệ hàn tự động giúp đảm bảo độ chính xác và chất lượng của các mối hàn, đồng thời giảm thiểu nguy cơ tai nạn lao động. Công nghệ sơn tự động. Công nghệ này được sử dụng để sơn các bộ phận thân xe. Công nghệ sơn tự động giúp đảm bảo độ phủ sơn đồng đều và chất lượng cao, đồng thời giảm thiểu lượng sơn thải ra môi trường. Công nghệ lắp ráp tự động. Công nghệ này được sử dụng để lắp ráp các bộ phận xe lại với nhau. Công nghệ lắp ráp tự động giúp đảm bảo độ chính xác và chất lượng của các bộ phận lắp ráp, đồng thời tăng năng suất sản xuất. Ngoài ra, quá trình sản xuất xe TX còn sử dụng nhiều loại vật liệu tiên tiến, bao gồm nhôm. Nhôm là vật liệu được sử dụng phổ biến trong sản xuất xe TX, chiếm khoảng 50% trọng lượng của xe. Nhôm nhẹ hơn thép, giúp cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu lượng khí thải. Thép cường độ cao. Thép cường độ cao được sử dụng để sản xuất các bộ phận chịu tải trọng lớn của xe, như khung gầm và thân xe. Thép cường độ cao giúp tăng cường độ cứng và độ bền của xe. Nhựa. Nhựa được sử dụng để sản xuất các bộ phận nội thất và ngoại thất của xe, như bảng điều khiển, cửa xe và cản xe. Nhựa nhẹ và dễ tạo hình, giúp giảm thiểu trọng lượng xe và cải thiện khả năng khí động học. Quá trình sản xuất xe TX bao gồm khoảng 200 công đoạn, từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến khâu xuất xưởng xe. Các công đoạn này được chia thành các giai đoạn chính sau. Giai đoạn chuẩn bị nguyên liệu. Trong giai đoạn này, các nguyên liệu thô được xử lý và chuẩn bị để đưa vào sản xuất. Giai đoạn sản xuất thân xe. Trong giai đoạn này, các bộ phận thân xe được sản xuất, bao gồm khung gầm, cửa xe, nắp capo, V.V. Giai đoạn sản xuất nội thất. Trong giai đoạn này, các bộ phận nội thất được sản xuất, bao gồm bảng điều khiển, ghế ngồi, vô lăng, V.V. Giai đoạn sản xuất ngoại thất. Trong giai đoạn này, các bộ phận ngoại thất được sản xuất, bao gồm cản trước, cản sau, đèn pha, đèn hậu, V.V. Giai đoạn lắp ráp. Trong giai đoạn này, các bộ phận xe được lắp ráp lại với nhau thành một chiếc xe hoàn chỉnh. Giai đoạn kiểm tra chất lượng. Trong giai đoạn này, xe được kiểm tra chất lượng để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn của Lexus. Với việc áp dụng các công nghệ tiên tiến và sử dụng các vật liệu cao cấp, quá trình sản xuất xe TX tại nhà máy Toyota Indiana đảm bảo mang đến cho khách hàng những chiếc xe Lexus TX chất lượng cao, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu xem Lexus TX có gì nhé. Lexus TX. Lexus TX là mẫu SUV hạng sang 3 hàng ghế được thiết kế để cạnh tranh với BMW X7 và Mercedes-Benz GLS Class. Xe được xây dựng trên cùng nền tảng với Toyota Grand Highlander nhưng có thiết kế nội ngoại thất sang trọng hơn. TX cũng được cho là sẽ mạnh mẽ và hiệu quả hơn Grand Highlander. TX được trang bị động cơ 4 xi lanh 2.4L tăng áp, sản sinh công suất 362 mã lực và mô men xoắn. Nó được kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. TX cũng có sẵn hệ chuyển động hybrid kết hợp động cơ 4 xi lanh 2.5L với hai động cơ điện cho tổng công suất 304 mã lực. TX có nội thất rộng rãi với chỗ ngồi cho tối đa 7 hành khách. Cabin được trang trí bằng các vật liệu chất lượng cao như da và gỗ, đồng thời được trang bị tiêu chuẩn một danh sách dài các tiện nghi, bao gồm cửa sổ trời toàn cảnh, vô lăng có sưởi và hệ thống âm thanh cao cấp. Nhà máy Toyota Indiana. Nhà máy Toyota Indiana được đặt tại Princeton, Indiana. Đây là một trong những cơ sở sản xuất lớn nhất của Toyota tại Hoa Kỳ. Nhà máy sử dụng hơn 8.000 người và sản xuất nhiều loại xe Toyota và Lexus, bao gồm Camry, Sienna, Highlander, Grand Highlander và TX. Nhà máy Toyota Indiana được biết đến với cam kết về chất lượng và hiệu quả. Nhà máy này đã giành được nhiều giải thưởng về sản xuất xuất sắc và là một trong những nhà máy có năng suất cao nhất của Toyota trên thế giới. Phần kết luận, việc bắt đầu sản xuất Lexus TX là một cột mốc quan trọng đối với nhà máy Toyota Indiana. Đây là lần đầu tiên một chiếc xe Lexus được lắp ráp tại Hoa Kỳ và đây là một khoản đầu tư lớn vào bang Indiana. TX là mẫu SUV rất được mong đợi và được kỳ vọng sẽ là sự lựa chọn phổ biến của những người mua SUV hạng sang.